Chào mừng các thuyền viên đã đến với chuyến ra khơi ngày hôm nay. Mình là thuyền trưởng Kích Đình. Trong video 100 ngày tại vùng biển Nam Cực lạnh giá lần trước, mình đã thích nghi thành công với khí hậu ở nơi đây, xây dựng được những cơ ngơi đầu tiên, bảo tồn được hai loài động vật vùng lạnh là báo tuyết và nai sừng tấm. Trên hết là xây dựng được một bến cảng siêu to khổng lồ, phục vụ cho mục đích hàng hải của vùng biển này trở nên nhộn nhịp hơn. Còn trong video ngày hôm nay, thuyền trưởng Kích Đình sẽ cùng các bạn ra khơi để khám phá những cái vùng đất xa xôi hơn nằm bên ngoài vùng biển lạnh này, để thu thập những loài động thực vật đa dạng hơn, phục vụ công tác bảo tồn của mình, từ đó xây thêm nhiều những công trình vĩ mô hơn nữa. Vậy thì sẽ có những loài sinh vật, những vùng đất và những công trình to lớn nào đang chờ đợi chúng ta? Muốn biết điều đó thì các bạn đừng quên ấn vào nút like, ấn vào nút đăng ký kênh để theo dõi thêm những video về cuộc hành trình khác của mình nha. Còn bây giờ, giăng bom và bắt đầu ra khơi thôi nào, let's go! Ngày 118, mình chuẩn bị cho mình một ít hành trang là những chiếc hộp bảy thú để chúng ta chuẩn bị ra khơi bắt thêm một số những con loài động vật và lấy thêm một ít thực vật nha. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi ra cảng. Ngày hôm nay là một ngày khá là đẹp trời để chúng ta bắt đầu đi ra biển, khám phá những cái vùng đất khác nhau. Bây giờ thì mình sẽ ngắm lại cái cảng của mình một chút xíu nè. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu lên thuyền và chúng ta sẽ cùng nhau bơi ra ngoài kia, khám phá đại dương bao la nha các bạn. Và mình sẽ quyết định là không có đổi thuyền nha các bạn. Con thuyền này nó chậm chậm đi như vậy cho nó chill các bạn ơi. Với lại nó lót mát ít có bị lag hơn. Với chúng ta có thể ngắm được khá là nhiều thứ, khá là ok la luôn. Mình đang khá là hồi hộp, không biết là việc lên đên trên biển như thế này phía trước đang có gì đang đợi chúng ta. Nhưng mà nói chung là cảnh vật hiện tại đang khá là chậm chậm, trôi khá là nhẹ nhàng và khá là chill. Và chẳng bao lâu thì hoàng hôn bắt đầu buông xuống, màn đêm chuẩn bị bao trùm lên khắp cái khu vực này rồi các bạn ạ. Vì mình đi vào lúc chiều tà mà. Cực quang đã xuất hiện ở phía sau lưng mình, vì hướng đó chính là cái vùng đất Nam Cực mà mình đang ở, vậy nên mới có cực quang các bạn ạ. Và chẳng bao lâu thì trước mặt của chúng ta chính là một cái hòn đảo nhỏ. Không biết là phải là hòn đảo nhỏ hay không, hay là đất liền thì mình cũng không biết nữa các bạn ạ. Nhưng mà cây cối ở đây khá là nhiều, khá là gặm gạp luôn các bạn ạ. Và mình thấy là trời khá là tối rồi, nên là mình quyết định mình ở đây mình câu cá luôn nha các bạn. Rồi chúng ta đợi trời sáng, bây giờ lên bờ là mấy quái vật nó thịt mình á. Mặt trời đã bắt đầu ló dạng, đánh dấu một ngày mới lại bắt đầu. Bây giờ thì mình sẽ cập bến vào trong cái khu vực này và bắt đầu lên trên mặt đất để khám phá. Vừa bước vô cái vùng đất này thì mình phát hiện ra được hai em thiên nga liền luôn các bạn ơi. Vậy nên là ngại gì mà không bắt hai em về. Ở đây mình phát hiện ra được một cái cây dâu tầm ăn các bạn, một loại trái cây khá là hữu ích cho chúng ta. Vậy nên là mình lấy cái mầm cây của nó để mình về mình trồng lên cái vùng Nam Cực của mình luôn nha. Ở đây mình phát hiện ra được một cái tổ chim xinh xinh. Ở trong cái tổ chim này thì có hai cái quả trứng kỳ lạ, có hai cái dấu chấm hỏi to đùng luôn. Mình chưa biết là trứng của con chim gì luôn các bạn. Chúng ta sẽ phải đem hai quả trứng này về nhà, chúng ta phân tích từ từ, chuẩn bị có công việc mới cho chúng ta làm rồi đó. Ở đây mình phát hiện ra được một cái con sói hoang nè các bạn. Nhìn cơ thể của nó rất là vạm vỡ và khá là xám muối ha. Mình tiếp cận nó để bắt nó, thể đâu lòi mặt ra hai thằng anh em của nó nữa. Nhưng mà mình khá là nhanh tay, mình đặt hai cái bẫy xuống rồi lùa hai thằng bay hẳn vô bẫy hết các bạn ạ. Bọn này ngáo thật sự luôn. Mình cũng có lặn thử xuống cái vùng biển của cái hòn đảo này để xem coi là có những cái loài sinh vật kỳ lạ gì sinh sống không nha các bạn. Sẵn tiện ở đây mình đào thêm một ít khoáng sản nữa. Và tình cờ mình phát hiện ra được một cái hang nằm sâu ở dưới cái đáy nước này các bạn ạ. Cái hang này thì nó không có nước bên trong và nó khá là trống. Mình sẽ thử đi vào trong này để khám phá. Nhưng mà trước khi đi khám phá thì mình sẽ nung ngọc ít sắt. Và mình bắt đầu đi vào sâu bên trong thì mình phát hiện ra được một cái sinh vật khá là kỳ lạ các bạn ạ. Ôi giời ơi, răng anh dài sao bối rối lòng em các bạn ạ. Đây là một cái loài thủy quái biển sâu, mình chưa xác định được nó là loài gì. Mình cầm cái dao tiến lại gần nó. Nhìn bằng mắt thì mình không biết nó là loài cá gì luôn các bạn ạ. Nhìn tởm lợm thật sự luôn, nên là mình chỉ biết là mình cầm cái dao này mình tấn công nó để giết nó thôi các bạn. Mình cũng muốn bắt nó lắm, nhưng mà do lần này là mình tham lam quá lố các bạn. Bị nó cạp một cái nó đập đầu mình vô đá, kích 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 kích. Cái kết là chết ngắt. Tác hại của việc tò mò đó các bạn, đừng như Kích Đinh nha. Mình bắt đầu quay trở về điểm spawn. Lần này mình sẽ quay để mình lấy cái con thuyền để mình bơi ra ngoài kia. Mình có một cái con thuyền được treo trên đây đây. Nhưng mà khi mình chèo nó xuống thì nó lọt thẳng rồi nó chìm xuống biển luôn các bạn ạ. Su cà na dễ sợ luôn, gặp ngay con xuồng chìm nữa. Lúc mình quay lại chỗ đó lấy được đồ thì mình không thấy con quái vật ở đâu cả. Nó đã nhanh chóng chuồn rồi các bạn ơi. Mình cũng không đem theo máy ảnh để có thể ghi hình được nó luôn. Đây là một hệ thống hang động khá là to, vậy nên là có rất là nhiều những điều bí ẩn mà chúng ta chưa khám phá được ở dưới này các bạn ạ. Sau một đêm dài thì mình thấy bóng của những chiếc đuôi khổng lồ nổi trên mặt biển. Bọn cá nhảy tán trắng bắt đầu bơi vào trong những cái vùng nước cạn. Ở những cái vùng biển ấm này cũng có sự xuất hiện của bọn nó. Bọn nó bơi vào cái chỗ rất là cạn luôn nha các bạn.
Ở đây bọn nó có hai con, mình nghĩ là bọn nó bơi vào đây để bắt đầu dùng những cái khóm gần biển để tụi nó massage cho cơ thể tụi nó. Và do tụi nó bơi vào nơi quá cạn và đây chính là cơ hội của mình để bắt một con. Chuẩn bị xây một cái hí cung thiệt là lớn cho tụi nó được rồi đó. Vùng nước ấm này chính là thiên đường của bọn cá voi. Ở đây mình có phát hiện ra được một con cá voi lưng gù rất là to. Đây là loài sinh vật to nhất thế giới mà còn tồn tại luôn đó nha các bạn. Và bây giờ mình đố các bạn, cá voi là cá hay là thú? Không trả lời được là dạy học lại sinh 7 liền. Mình bắt đầu tiến sâu vào trong khu rừng của cái hòn đảo này hơn, thì mình phát hiện ra được nguyên một con gấu đen nó đang nằm ngủ các bạn. Nó lao thẳng về phía mình, pha này là mình phản xạ nhanh, mình bay xuống sông mình trốn nó liền. Vải kết nó cũng nhảy theo mình luôn. Và chắc chắn là mình sẽ phải bắt nó rồi các bạn ơi. Con này là một cái món hàng khá là hiếm, vậy nên là phải bắt về bảo tồn luôn nha các bạn. Con này nó bơi rất là ghê nha, nhảy từ dưới sông lên nó táp mình luôn các bạn ạ. Dữ thật sự. Mình còn phát hiện ra được một bé cún con nữa nè các bạn. Sau này mình sẽ bắt nó về để huấn luyện làm chó săn nha các bạn, nên là mình sẽ bắt nó về luôn. Mình đi ra bờ sông thì mình phát hiện ra được một cảnh tượng cực kỳ tai nạn luôn nha các bạn. Ôi giời ơi, cái gì mà nằm trường ường ngủ quá vậy chưa, cái gì mà trời ơi, cái gì đâu mà mặc quạo dữ vậy nè, sao uống uống nặng vậy. Ngay bờ sông toàn là mấy con sinh vật gì đâu mà mũm mĩm dễ thương thật sự. Ở đây có một bé chim kiwi nè các bạn, đảm bảo các bạn sẽ không biết cái con này là cái con gì đâu. Đây là một loài chim chạy có ngoại hình khá là giống quả kiwi. Và tự nhiên ở đâu bờ cắn san hô mới nhảy ra bắt jump scare mình. Mình chém ba cái, ba cắn mình lại cái các bạn ạ. Ôi giời ơi, may mà thằng Steve là một nhân vật khá là mạnh mẽ nha các bạn. Chứ ngoài đời ông bà không gánh được đâu nha các bạn ơi. Con này cắn cái là liệu thiệt nha. Gắn san hô đó không đùa được đâu. Kết thúc 2 ngày ở hòn đảo cỏ thì mình lại tiếp tục ra khơi để tìm thêm những cái vùng đất mới hơn. Cuộc hành trình của chúng ta vẫn còn dài lắm các bạn. Oh yeah, và tình cờ làm sao mình phát hiện được một thứ khá là kỳ lạ ở dưới nước, giống như là một cái thành phố các bạn ạ, giống như Atlantis. Và có những cái con quái vật đó nó bơi xung quanh cái con mà nó vừa cắn mình hồi nãy các bạn. Bọn quái vật này nó canh giữ khu vực này các bạn ơi, thậm chí còn có cái ông dân làng nữa chứ. Thôi ráng mình sẽ quyết định đánh dấu lại khu vực này, sau này mình đi quay trở lại đây nha các bạn, chứ mình thấy ớn quá. Ở đây mình phát hiện ra được một con bò biển. Đây là một cái loài sinh vật gắn liền với truyền thuyết người cá vì tư thế cho con bú của nó khá đặc biệt. Ở đây chúng ta có một con bò biển và một con lợn biển. Các bạn có thể phân biệt nó qua cái bức ảnh mà mình để trên màn hình đây. Đây là loài động vật có vú và có liên hệ với loài voi ở trên mặt đất. Đây là loài sinh vật cần bảo tồn vì mình nghĩ nó sẽ có nguy cơ tuyệt chủng. Loài này cũng có phân bố ở Việt Nam, vậy nên là thường hay bị bắt bởi những ngư dân Việt Nam và người ta chả biết nó là con gì. Đem nó lên bờ và kết là nó chết ngoẻo nó luôn các bạn ạ. Vậy nên là sau khi xem xong cái video này thì các bạn nên biết một số kiến thức về cái loài này, để lỡ như sau này các bạn có bắt được nó thì các bạn nên trở về đại dương để bảo tồn cái giống loài này nha các bạn. Sau nửa ngày cho trên biển thì mình đã đi đến được khu vực Badland. Đây là vùng đất có trữ lượng vàng lớn nhất Minecraft và nó có những cái tầng đất đá xếp chồng lên nhau giống như là một cái bánh kem dâu các bạn ạ. Bạn nào còn nhớ kỹ Burmy của công viên hồi tiền sử thì đừng quên comment phía bên dưới cho mình nha. Được rồi, bây giờ thì mình sẽ cố gắng đi khám phá cái vùng đất này nha, vì nơi này khá đẹp và mình nghĩ sẽ có khá nhiều những loài động vật để cho chúng ta khám phá đó. Nhìn cái nơi này hoang vu như vậy mà vẫn có những cái sinh vật sống nha các bạn. Những loài chim chạy nhìn khá là kỳ lạ nè. Inventory full rồi, vậy nên là mình sẽ đi giết những con nhện và những con zombie để chúng ta chế cho mình một cái ba lô nha các bạn, để mình có thể thu thập thêm một số những cái mẫu vật khác từ bên ngoài. Đêm nay mình bị những con quái vật chèn ép tới mức đường cùng các bạn. Bắt buộc pha này là mình sẽ phải chơi ăn mày nè. Mình nhảy từ trên vách đá, mình nhảy xuống nước các bạn. Trời ơi, cái pha này ông bà gánh còng lưng, lệch mấy mm là lòi con mắt rồi các bạn. Trong cái rủi nó có cái mai. Ở đây mình phát hiện ra được một cái khu mỏ bao hoang. Ôi giời ơi, thần tài đến các bạn ạ. Mình chờ tới rạng sáng để có thể đi lên trên mặt đất. Và mình thấy là thời tiết ngày hôm nay không được tốt. Mình nghĩ là sẽ có một cái cơn bão rất là lớn đổ bộ vào trong đất liền các bạn ạ. Thời tiết rất là âm u và nhìn khá là sợ luôn nha các bạn. Báo hiệu ngày hôm nay không phải là một ngày tốt lành đâu. Mình chế cho mình một cái ba lô và nâng cấp nó lên thành ba lô sắt để mở rộng ổ đồ. Nhảy được một phát cái mình ghiền cái trò mạo hiểm mình luôn các bạn. Muốn nhảy nữa các bạn ơi. Phê thật sự. Đây là khu vực có những cái khu mỏ bò hoang, nó nằm ở dưới cái vách núi này. Nơi này thì đã được đào xới lên rất là kỹ lưỡng các bạn ạ. Và có rất nhiều những cái đường ray như thế này. Và nhìn nó cũ xì luôn nha các bạn. Ở đây mình phát hiện ra được một cái xe mỏ. Và mình lượm được một cái mẫu đồ cổ các bạn. Đây là một cái phù chú hình dạng đầu lâu để đeo bên hông. Có cái này thì chúng ta sẽ giảm được sát thương lửa. Nếu gắn lên thì chúng ta sẽ đeo bên hông như thế này và sẽ khỏi kháng được sát thương lửa. Và trong lúc mình đang đứng mình review thì ông trời ông test luôn cho các bạn coi nè. Ông đánh ngay chân mình luôn các bạn ạ. Cái này kêu bằng cậu được ước thấy nè. Nhờ cái phù chú trường sinh này mà mình không có bị cháy đó các bạn. Tốt, mình đánh giá cho sản phẩm này 10 điểm nha các bạn.
Sau đó mình quyết định nâng cấp cái ba lô của mình lên thành cái ba lô vàng để mở rộng thêm một cái ô đồ cho nó nữa các bạn. Bây giờ mình sẽ đi lên trên kia để mình khám phá thêm mấy con động vật ở trên này các bạn, vì đêm qua mình chưa có thời gian để mình khám phá. Ở đây mình nhặt được trứng của một cái con đà điểu. Đây là loại đà điểu emu, xuất xứ từ Úc nha các bạn. Trứng của loài đà điểu này khá là giống với trứng của loài khủng long. Và anh bạn này rất là thân thiện, mình đang đánh con skeleton, anh bay lại anh tiếp mình các bạn ơi. Trời ơi, dễ thương dễ sợ luôn không? Đỉnh không? Và ở đây mình phát hiện ra một thứ còn kinh khủng hơn những con quái vật nữa. Đó chính là một con nhện tarantula khổng lồ. Bạn nào có sợ nhện không? Bạn nào sợ nhện comment phía bên dưới cho mình biết nha. Đây là một cái con nhện tarantula great kinny, nhưng mà nó đã bự quá cỡ so với cái kích cỡ mình mong muốn rồi các bạn. Nên là quyết định mình hạ sát nó luôn các bạn ơi, con này nguy hiểm lắm. Đây chính là con nhện tarantula great kinny mà mình cần nè các bạn. Nó nhỏ xíu như vậy thôi, chúng ta bắt vậy chúng ta để trong bụng kính là bao đẹp luôn nha. Nên là mình sẽ hợp một con về để mình trưng. Mình đã trải qua hai lần sinh tồn ở trên hòn đảo cỏ và hòn đảo hoang mạc này. Bây giờ cũng chính là lúc mà chúng ta sẽ phải quay về nhà để chuẩn bị sắp xếp lại chiến lợi phẩm cho ngày hôm nay rồi. Ngày 124, trước khi quay trở về Nam Cực thì mình nghĩ là chúng ta sẽ tận dụng những cái cát ở cái khu vực Bát Lanh này để chúng ta chuẩn bị làm kính để cho mình xây một cái công trình mới nha các bạn. Chúng ta đã lỡ ở đây rồi, chúng ta đào hết cát ở đây luôn rồi hả về nha. Mình bỏ đầy ba lô cát và bắt đầu lên thuyền. Và trong lúc đi về thì mình phát hiện ra được một cái con tàu hải tặc rất là to nha các bạn. Nó có một cái cánh buồm màu đỏ hồng rất là bự như thế này luôn. Mình nghĩ hải tặc ở trên đó không phải là dạng vừa đâu các bạn à. Khi màn đêm buông xuống, đêm nay lực gió rất mạnh nha các bạn, nên nó đã đẩy con thuyền mình đi rất là xa. Nó kéo căng cái cánh buồm của con thuyền mình ra luôn nha các bạn. Tốc độ hiện tại của mình còn nhanh hơn mấy chiếc exeter chậm chó ở nhà của các bạn nữa. Nhanh thật sự luôn các bạn à, lướt đi rất là sướng luôn. Chỉ sau vài phút lướt đi với tốc độ cao thì mình đã có thể quay trở về được căn nhà của mình một cách rất là nhanh chóng các bạn. Những cái đốm sáng le lói đang chào mừng mình trở về với căn nhà đó các bạn à. Rất là tuyệt vời luôn. Mình nghĩ là sau này chúng ta sẽ làm một cái ngọn hai đăng ở đây để chúng ta có thể nhìn thấy đường về một cách dễ dàng hơn trong bóng tối. Mình cập bến và bắt đầu bước lên bờ chuẩn bị quay về nhà các bạn. Nhưng mà mấy con creeper nó chào đón mình nồng hậu quá, chào đón mình lần ba con nên là phải nhảy xuống biển mình trốn luôn. Sáng ngày hôm sau thì mình chuẩn bị những cái hộp đồ. Ở đây mình sẽ bố trí ra những cái tủ để mình bỏ những cái vật phẩm khác nhau. Nhưng mà ba cái tủ này thì mình dùng để chứa những cái hộp đựng động vật và trứng động vật nha các bạn, để sau này chúng ta sẽ thí nghiệm với cái bọn này. Và cũng đừng quên đánh tên nha các bạn. Sau đó mình đi chặt thật là nhiều gỗ để chuẩn bị cho kế hoạch xây dựng một cái greenhouse thật là to. Cái greenhouse lần này mình sử dụng sen canh, trồng cây và nuôi chim luôn nha. Vậy nên là mình bắt đầu nung rất là nhiều kính ra để chúng ta chuẩn bị xây greenhouse nha các bạn. Bây giờ mình sẽ chế cho mình thật là nhiều những cái sảng để chúng ta dọn địa hình nha các bạn. Mình tìm được một cái vị trí khá là đẹp ở sau nhà của mình trên một cái quả đồi. Mình thấy chỗ này còn rất là trống luôn. Vậy nên là mình nghĩ mình sẽ đặt một cái greenhouse lớn ở chỗ này nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cải tạo chỗ này là thôi. Ngày thứ 131, mình đi ra ngoài bến cảng để tiến hành xả stress một chút nha các bạn. Do là mình đào bởi nó stress quá stress nên là mình ra đây mình ngắm cảng biển chút xíu để chill chill thư giãn các kiểu. Và trong lúc mình đang đi ra cầu thì nó phát hiện ra được một cái bóng dáng của ai đó đang chèo xuồng tiến về hướng của cái cảng của mình. Phải chăng đó là những vị khách đầu tiên đến đây hay sao? Mình nghĩ là mình nên bắt chuyện với thanh niên này một chút xíu nha các bạn. Nhìn lạ thật sự luôn. What's your name? Where you from? Sau một hồi bắt chuyện bằng tiếng Anh thì mình mới biết được thanh niên này tên là CK các bạn à. Thanh niên này lên đên trên biển rất là nhiều ngày vậy nên bị đói và khát nước rất là dữ luôn các bạn. Theo mình được biết thì thanh niên này quyết định vượt biên vì đất nước của anh ta có một số những sự cố các bạn à. Tới nơi thanh niên bị đói, bị khát nước quá trời luôn. Nhưng mà mình chưa biết anh ta là người của đất nước nào các bạn à. Mình thấy anh ta có một cái làn da màu xanh và khoác trên mình bộ áo du lịch nên là mình nghĩ chắc là người Nam Ác rồi các bạn ơi. Chắc chắn là người Nam Ác rồi. Thấy CK cũng tội nghiệp, vậy nên là mình cho CK ở lại đây luôn nha các bạn. Tối đêm đó thì mình may cho CK cái bộ giáp ấm để có thể giữ ấm cho ổng. Và mình bắt đầu quăng ra cho ổng. Sáng hôm sau thì mình với CK sẽ tiếp tục cái dự án cái greenhouse này nha. Hai mình sẽ cùng nhau hợp tác để xây nên cái greenhouse này thiệt là to nhất có thể. Thank you.
Được rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đi lên đây để trồng cây. Được rồi, kia tôi gặt một chút lúa đấy. Và như vậy, tụi mình đã hoàn thành được một cái Rinse House nhìn khá là hoành tráng nha các bạn. Đây là Rinse House theo phong cách Victoria. Nó theo phong cách hơi thiên hướng hoàng gia một chút xíu, khá là giống với cái mà mình đã xây ở bên công viên Hồ Tiền Sử. Theo các bạn thì cái bên công viên Hồ Tiền Sử hay là cái này đẹp hơn? Đừng quên để lại comment phía bên dưới cho mình nha. Còn bây giờ thì mình sẽ vào trong đây để bắt đầu mình trồng rau, hoa quả vào trong này nha các bạn. Đây là những cái cây mà mình thu thập được ở những cái vùng badland, mình sẽ đem vào trong này để mình trồng luôn, để tăng thêm hệ sinh thái cho khu vực này trở nên đa dạng hơn nha các bạn. Ở đây còn có cả một cái loại cây thủy sinh nữa nè các bạn, mình sẽ đem vào đây để mình trồng luôn nha. Ngày 160 thì cái Rinse House này mới thật sự được hoàn thành các bạn à. Tụi mình đã tiến hành làm thêm cái con đường và một cái cầu thang thiệt là bự để có thể dẫn lên trên cái Rinse House này. Bây giờ nhìn nó rất chi là ngầu luôn nha các bạn. Đây là cái Rinse House thứ 3 kể từ khi mình chơi Minecraft 100 ngày rồi. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong này để mình review cho các bạn xem. Ở chính giữa tiền sảnh thì mình có làm một cái chậu bông khổng lồ. Và đi vào bên trong này là cả một thế giới thực vật luôn nha các bạn. Cái cây này có tên là Zimbabwe Aloe. Cái tên gì đâu mà đọc như là tiếng Miên vậy đó các bạn. Cây này thì mình thu thập được ở vùng Badland, một loại cây thuộc họ nha đam. Nó mọc bông qua như thế này nhìn rất chi là đẹp luôn nha các bạn. Các bạn thấy nó có đặc điểm rất là giống những cây nha đam ở Việt Nam mình luôn. Và ở trên kia mình làm được một cái dàn dây leo rất là to luôn nha các bạn, bao gồm lá để sau này cho những cái con chim nó sẽ đậu trên đó. Nhìn lên phía trên thì các bạn thấy được một cái cảnh quan thực vật rất chi là hải hùng luôn nha, gồm những thực vật cao, nhỏ, thấp và dây leo đều có hết. Và mình sẽ qua bên này để review nốt cái căn nhà này cho các bạn xem. Đây là một cái căn nhà để mình ấp những cái quả trứng chim. Và căn nhà này mình được mình xây theo phong cách y hệt như một là một cái quả trứng thật thụ luôn nha các bạn. Ở bên ngoài nhìn nó ngọt ngọt như vậy thôi, nhưng mà bên trong rất chi là rộng rãi và thoáng mát luôn. Và đây là cảm nhận của CK khi vào trong này. Lá cây ở đây nhìn như nó cung cấp khí oxy nhìn rất là thoáng mát nhỉ. Nhìn hơi ngộp thôi nhưng mà nó rất là thoáng. Một căn nhà hình tròn thiên nhiên ở trên được lợp bởi lá, tạo nên một cảm giác rất chi là thoải mái. Mình sẽ chế tạo cho một số những cái máy ấp trứng và những cái máy phân tích trứng chim nha các bạn, để tụi mình sẽ thực hiện cái công đoạn đó chính là ấp nở những cái quả trứng chim ra, giống như là chúng ta ấp trứng khủng long vậy đó các bạn. Ở đây mình có được 3 cái máy ấp lận, nhưng mà khá tiếc vì nguyên liệu để ấp trứng của bọn chim này là bột quỷ lửa các bạn à, mà hiện tại tụi mình chưa có xuống địa ngục để lấy bột quỷ lửa được, vậy nên là thôi, hẹn gặp lại mấy em lần sau nha. Do là không ấp trứng chim được, vậy nên là ngày hôm sau mình với CK quyết định ra bờ biển để bắt những loại chim quý hiếm ở ngoài bờ biển đem về trong Rinse House nha. Chẳng hạn như ở đây mình có thu thập được một số những cái loài diệt nè các bạn, những loài chim sông, những loài chim di cư. Mấy con này thì mình thấy nó ở ngoài lạnh rất là lâu rồi, vậy nên là quyết định bắt mình đem thả nó vào trong Rinse House mới của mình luôn nha các bạn. Đầu tiên là mấy em chim diệt, mấy con này thì mình bắt nhiều lắm các bạn. Loài này thì nó di cư, vậy nên là tụi mình bắt được khá là nhiều luôn. Ngoài ra còn có những cái loài chim hạt màu nữa các bạn ơi. Các bạn có thấy là nó rất là cao nha, nó cao muốn bằng mình luôn á các bạn. Và đây là hai em thiên nga mà mình đã bắt được trong cái chuyến đi tham quan hải đảo nè các bạn. Những chú chim này rất chi là thân thiện luôn nha các bạn. Mình với Sika lại gần tụi nó mà tụi nó không có bay gì hết trơn á. Ở trong đây là một cái môi trường rất là thiên nhiên và cực kỳ ấm áp cho những chú chim. Vậy nên là tụi mình sẽ quyết định bắt thêm thật là nhiều chim để tụi mình bảo tồn trong này nha. Ngày tiếp theo, tụi mình chuẩn bị hành trang để bắt đầu đi khám phá đại dương cùng với Sika nha các bạn. Được rồi, đi thôi. Chim nghiệp luôn. Rồi, bắt đầu chuyến ra khơi mà cùng với thị hữu đoàn mới. Đây là chuyến ra khơi đầu tiên của mình với thị hữu đoàn mới là CK nha các bạn. Vậy nên tụi mình đã chuẩn bị đầy đủ đồ nghề trang bị để khám phá đại dương rồi. Ôi, cái thuyền này to ấy. Lên xuồng. Chúng ta chuẩn bị răng buồm thôi, chuẩn bị ra đẻ. Cái gì nhỉ? Đẻ hành trình mọi người ạ. À, chuẩn bị dòng bồm ra khơi nha các bạn. Đi thôi, đi thôi. Ta đi tìm kho báu. Đấy, buồm các kiểu điểu rồi nhìn cũng ok rồi đó. Ra khơi thôi anh em. Buồm càng răng nào nó đi càng nhanh à? Ừ, nó đó. Tôi dặn hai phát nữa là nó chạy như Exeter luôn á. Lên trên trên biển được một chút thì bọn mình phát hiện ra được một cái hải đảo. Và phía xa kia là một cái con thuyền. CK thấy một cái điểm bất thường gì đó trên hải đảo này. Có kho báu gì vậy? Trời ơi. Uầy, đù. Bảo rồi, những cái đảo này quen lắm. Tụi mình quyết định khám phá cái con tàu hải tặc bên này luôn nha các bạn. Xuống. Ôi, ôi, sao tôi lại... Sao tôi lại ở bên trong luôn vậy? Con này có nước xoáy. Tự nhiên mình chui thẳng vào trong luôn. Ui.
Ui con này con da 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 cái bọng lính, bọng lính, cái bọng lính, cái bọng lính. Thấy gương thôi không? Ui trong này táo vàng nhiều lắm. À mới vô chiến lợi phẩm, siêu phẩm mà không ơi. Anh gì thì đỡ phải đi lấy sách. Ê, trên này. Ờ trên đó còn. Ông yên tâm, đây tôi đã có chuẩn bị sẵn sàng ở đây. À, chúng ta đi cũng phải free fire rồi, cứ phải free fire. Sau khi đánh chiếm xong con tàu hải tặc thì bọn mình lại tiếp tục lên trên biển. Trời lúc này thì cũng đã bắt đầu chiều tà rồi. Nhưng trước mặt bọn mình chính là một cái hòn đảo. Đây chính là hòn đảo mà mình đã đi tới đây trước đó rồi. Tối ngày hôm nay bọn mình sẽ quyết định trú tại một cái hang và qua đêm ở đây. Sáng hôm sau chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá cảnh vật thiên nhiên ở trên cái hòn đảo này nha các bạn. Nếu mà đi hai người thì nó sẽ vui hơn rất là nhiều. Tôi vừa thấy nó ở dưới này mà. Thú màu vịt luôn hả? Đây. Nhìn ngu quá đi. Nhìn ngu. Vào đây em ơi, vào đây. Ngon. Tôi nghe được tiếng chim này. Hay ô. Đi nhìn lên mấy cái ngọn cây á không? Khéo khéo là có mấy cái tổ chim vậy đó. Ủa sao không biết cái đéo qua đọc? Vì trước khi tôi gặp ông là tôi cũng bị tính độc một lần rồi. À đúng là những người có kinh nghiệm đi gần có khác. Quá nguy hiểm. Bọn mình bắt đầu băng qua cái khu rừng này để tiến vào sâu hơn trong địa phận của hòn đảo, tìm thêm những loài động vật và thực vật mới. Hòn đảo này có rất là nhiều thứ rất là tươi đẹp, nhưng mà bên cạnh đó cũng có nguy hiểm. Má ơi con cá san hô ông ơi, chúa độ ông rồi. Trời ơi. Tôi hạ nó không? Ê nuôi. Tôi giết nó rồi. Má, giật cả mình ạ, tính cho nó đẩy mình chứ. Ghê chưa. Tháo hiểm đảo quan là phải cẩn thận mới được. Anh bạn đi. Mình với CK liên tục bắt được những loài thực vật mới và động vật mới luôn các bạn ạ. Ở đây CK bắt được một cặp công nè các bạn. Đây là một trong những sinh vật rất là hiếm, một loài chim rất là đẹp nữa đó các bạn ơi. Còn mình thì mình sẽ thu thập trứng chim để đem về nghiên cứu nha các bạn. Chim gỗ kiến này, chim gỗ kiến này. Đây, ở đâu? Quay, chim gỗ kiến đúng không ơi? Ôi, nó chạy rồi, nó bay. Đứng lại. Chim gỗ kiến. Đâu rồi. Trời ơi, cái đinh đỉnh quá. Thầm mình đỉnh quá. Trời ơi. Ngon. Siêu phẩm. Còn đồ ăn không? Tối ngày hôm nay, tụi mình sẽ ngủ lại một bờ biển. Ngày hôm sau, bọn mình sẽ đi vào sâu hơn ở trong hòn đảo kia nha các bạn. Sáng hôm sau, bọn mình lại tiếp tục cuộc hành trình đi khám phá cả hải đảo này để xem coi là có gì hot hay không. Tôi bắt được dưới. Xì kèo. Qua đây. Mình bắt được con gắn này rồi. Có, con này là một con actor á. Kích đinh thì người chơi hãy bắt gắn. It's real life. Bắt được con gắn luôn, xịn thực sự. Thả đi nha. Ở đâu ổng phát hiện. Ui Lâm dạ, ui con gấu á. Gấu đen. Thấy rồi, vũ qua đây. Rồi. Bắt đầu. Okay. Một cặp gấu đen ông ơi. Có xương cho đó không? Ui sư tử núi. Thôi CK cứu tôi ông ơi. Ngày thứ 166. Ngày hôm nay mình cùng với CK sẽ quyết định làm một chuyến đi lặn biển ở cái vùng biển nông này để tìm những cái loại khoáng sản để chúng ta chế tàu ngầm nha các bạn. Tụi mình sẽ dành ra thật là nhiều ngày để đi khai thác khoáng sản ở dưới đáy biển này nha các bạn. Ok, let's go. Trong lúc mình khai thác khoáng sản thì CK phát hiện ra điều bất thường và gọi mình đến để xem kiểm chứng nha các bạn. Ông phát hiện ra được một cái hố khá là sâu. Khi mình lặn xuống dưới thì mình thấy hai cái con thủy quái đã tấn công mình lần trước. Là pha này là mình ráng. Mình kêu ông lên ngủ liền nha các bạn. Chim thò lại dưới đó là làm mồi cho thủy quái chết luôn ấy. Và như vậy tụi mình đã kết thúc ngày đi lặn đầu tiên của tụi mình. Ngày tiếp theo bọn mình lại tiếp tục đi lặn. Và lần này mình lặn xuống một cái vùng nước rất là sâu và mình phát hiện ra được một cái sinh vật khá là ghê gớm. Đây chính là loài cá nhắm màng xếp. Loài này sống ở dưới vùng biển sâu, ban ngày sẽ ngồi lên mặt nước để săn mồi. Hàm răng của con quái vật này khá là khủng khiếp, tựa như những cái răng cưa xếp thành hàng với nhau vậy. Các bạn hãy tưởng tượng, bàn tay của mình bị nó cắn một cái thì chuyện gì sẽ xảy ra. Trong lúc đang đi đào khoáng sản, mình lại nhận được tín hiệu từ phía của CK. Lần này ông đã phát hiện ra được một cái tàn tích bị bỏ hoang ở dưới đáy biển các bạn ạ. À. Ở trong này còn có người sống nữa mới ghê chứ.
tụi mình tranh thủ đi khám phá thử cái di tích ở dưới lòng biển này để xem coi là có cái gì hấp dẫn ở dưới này không nha các bạn. Thì biển ở chỗ này cũng khá là sâu, xung quanh còn có mấy con cá dữ dữ nữa, vậy nên là tụi mình khá là rén và cẩn thận. Sinh vật ở cái khu vực này thì là những cái con cá lồng đèn và những loại cá có hình thù khá là kỳ dị. Các bạn có thể nhìn thấy nhìn nó như cái trái banh rồi các bạn. Hay thật sự luôn, con này con heo chứ con cá gì. Chỗ này khá là giống một cái ngôi làng nhưng mà bị đại hồng thủy nhấn chìm á các bạn à. Nên là mình thấy vật dụng ở trong nhà vẫn còn đầy đủ nha. Tình cờ tụi mình bơi được tới một cái vùng biển có rất là nhiều những cái loài cá mập luôn. Đặc biệt ở đây mình phát hiện ra được 3 con cá mập trắng đang săn mồi trên mặt biển. Và ở đây mình phát hiện ra được một con cá mập sáu mang nữa các bạn. Một loài cá mập thời tiền sử và là một loài cá mập cực kỳ hiếm luôn nha các bạn. Do kết cấu răng của nó vậy nên là nó khá là giống với một số loài cá mập của Kikiat nha các bạn. Cái pha này thì mình không có kịp ghi hình nó luôn nha các bạn, vì bị bọn quái vật tấn công á. Khu vực này có một cái tàn tích với đại dương. Ở trong đây còn có cái băng đồ kho báu nữa, nhưng mà CK đã lấy rồi. Sáng ngày thứ 3, bọn mình quyết định quay trở lại con thuyền của mình để thực hiện cái chuyến đi tìm kho báu nha các bạn. Con thuyền của mình nó vẫn còn nằm ở đây, khá là may mắn, không bị mất luôn. CK giữ trong tay bản đồ kho báu, vậy nên là tụi mình sẽ bắt đầu công cuộc tìm kiếm kho báu thông qua cái bản đồ này. Tụi mình trao đổi bản đồ cho nhau để bắt đầu dòm. Thì mình thấy kho báu hình như là cũng đang ở gần đây thôi, không có xa lắm đâu các bạn ạ. Sau khi xác định được vị trí của kho báu thì tụi mình bắt đầu dong buồm ra khơi và bắt đầu công cuộc tìm kiếm cái điểm X ở trên bản đồ nha các bạn. Sau một ngày di chuyển thì bọn mình cũng đã tới được nơi coi đánh dấu điểm X rồi. Nó nằm ở trên một cái địa phận đất liền. Bản đồ nó bắt đầu khai sáng ra và bây giờ bọn mình sẽ tấp vào trong chỗ đó. Rồi chúng ta sẽ chuẩn bị khai quật nó nha các bạn. Nó nằm ngay trong đất liền luôn mà tụi mình không biết các bạn ơi. Nhưng mà nói chung là có một ngày đi phiêu lưu cũng khá là vui các bạn ạ. Bọn mình sẽ qua đêm ở trên cái bãi cát này. Sáng ngày hôm sau chúng ta sẽ tiến hành khai quật kho báu nha các bạn. Bình minh đã dâng lên, bọn mình X ở Ritford sau đó tiến hành khai quật kho báu nha. Mời các bạn theo dõi. Sau vài phút đào bới thì mình là người đầu tiên tìm được kho báu nha các bạn. Sau đó mình gọi CK tới để cùng nhau chia sẻ chiến lợi phẩm nha các bạn. Và cái thùng kho báu này rất là may mắn khi bên trong có tới 4 cục kim cương và rất nhiều những loại khoáng sản khác nhau. Thậm chí là còn có cả răng cá mập rồi tè le hộc me nữa. Nói chung rừng này khá là giá trị nha các bạn. Tuy là không có cái artifact nhưng mà độ như vậy là cũng ngon rồi. Sau đó mình cùng với CK đi tới điểm đánh dấu trên cái miếng bản đồ thứ hai. Lần này nó cũng nằm ở trên đất liền luôn. Vậy nên là tụi mình sẽ đi bộ và CK là người dẫn đường cho tụi mình nha các bạn. Nó nằm ở ngay một cái eo biển và kế bên một cái hố như thế này nè các bạn ơi. Mình tưởng đâu là kho báu nằm trong cái hố đó không à. Và sau hồi khai quật thì lần này CK là người đầu tiên tìm được cái hộp nha các bạn. Bên trong có một cái phần quà tạo tác khá là ok, đó chính là một cái digging log. Cái này nó sẽ giúp mình mining nhanh hơn, tốc độ đào bới nó sẽ nhanh hơn nha các bạn. Nó giống như là một cái vuốt người sói vậy các bạn ạ. Các bạn có thể thấy là mình cầm cái này lên, mình đào cát nó nhanh hơn bình thường nha. Và đây là món cổ vật thứ 4 trong cái cuộc hành trình này mà mình đã đi tìm các bạn ơi. Mình sẽ nhường lại cái này cho CK nha. Và trước khi quay về, bọn mình sẽ đi vào rừng để tiến hành chặt cây. Chúng ta sẽ chuẩn bị cho một cái công trình lớn sắp tới mà chúng ta sẽ thi công. Ngày 174, mình lên xuồng để quay trở về biển Nam Cực ha. Còn CK thì ông sẽ ở lại đó để farm một ít gỗ cho mình. Trời ơi, lâu lắm rồi mình mới thấy lại cái bến cảng thân yêu này của mình các bạn ạ. Thật sự là rất nhớ nó sau vài ngày đi xa luôn các bạn ơi. Mình tấp vào trong bến và bắt đầu lên trên đất liền. Mình cất những cái món đồ mà mình đã kiếm được trong cuộc hành trình này, chủ yếu là gỗ và một số thứ linh tinh khác. Mình đi lên trên cái Rings House để bắt đầu thả những cái sinh vật mà trong chuyến hành trình lần này mình đã tìm được. Chủ yếu ở đây là những cái con côn trùng, bướm và chuồn chuồn. Trong chuyến đi mình bắt được 3 loại côn trùng khác nhau, con nào cũng rất là đẹp luôn nha. Thả vô đây cho nó màu mỡ, tăng thêm cảnh quan thiên nhiên. Và ít nhất là trồng thêm được những cái loại cây mới. Và mình sẽ bổ sung vào đây thêm một số những cái sinh vật mới để trong cái tập tiếp theo mình sẽ bảo tồn những cái loài động vật này nha. Ở đây mình có một chút xương, vậy nên là mình quyết định mình tem luôn cái em chó con này luôn nha các bạn. Sau này mình sẽ làm một cái nhà huấn luyện chó. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ xử lý nốt cái khu vườn gỗ vân sa này luôn nha các bạn.
vì cái công trình của mình đang cần rất là nhiều gỗ, vậy nên là mình cũng không tha cho cánh rừng của mình luôn. Mọi thứ đã xong, bây giờ mình sẽ tới khâu đi tìm một cái vị trí tốt để mình đặt cái công trình nha các bạn. Công trình lần này mình sẽ cho nó nổi ở ngoài khơi xa, giống như là một cái ngôi làng nổi trên biển vậy đó các bạn. Vậy nên là bây giờ mình cần một cái khe cầu thật là dài để nói ra ngoài kia. Công trình lần này được mình lấy tưởng từ những cái làng nổi nuôi cá bè ở khu vực An Giang và Châu Đốc của mình. Và mình sẽ quyết định dựa theo nó để làm một cái khu bảo tồn sinh vật biển nằm ở ngay dưới biển khơi luôn nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu thôi. Let's go. Nhảy lên luôn à. Trong lúc mình đang xây một cái bồn chứa nước thì một con thủy quái nó nhảy thẳng lên trên cái nhà bè của tụi mình luôn các bạn à. Con này rất là to, dễ dụ, rất là dữ luôn nha. Đây chính là cái con thủy quái biển Nam Cực mà mình đang cần tìm. Lúc này mình đang nói chuyện với CK nè, xong mình đứng gần cái đuôi nó quá, nó tát mình một cái vỡ mồm luôn các bạn à. Kinh dị thật sự. Cái con này thì nó rất là hiếm luôn nha các bạn. Bọn mình rất là may mắn mới có thể gặp được nó. Bây giờ bọn mình sẽ cố gắng bắt nó nha các bạn. Má, bắt đang xây tự nhiên lại gặp đúng con thủy quái á. Bắt được thủy quái. Uầy, bắt được thủy quái các bạn ơi. Ui, chụp tấm hình không CK. Ui là trời. Tự nhiên cái bạn này chui đầu vô rõ luôn. Thủy quái biển sâu á. Đây phải đẩy nó vào. Phải đẩy nó vào. Mất máu một tí nhưng mà đẩy nó vào được. Con này nó trâu thiệt ông ơi. Nó lên bờ nó khô nước luôn mà nó không chết. Ghê gớm một chút. Ui, dậy. Ui, nó xuống nước được đó không? Cẩn thận. Để tôi lấy cái hộp. Ây da. Ra. Ui, nó dậy, đuôi ông ơi. Ghê quá. Rồi, tôi đóng lại. Ghê vậy. Ây da. Ui. À, con lợn này. Ghê vậy. Ông bụt đuôi bị chảy máu. Đông kia lại. Ôi, mạnh quá mạnh. Ui, nó lết kìa. Xí cái. Lê. Chẳng đâu. Chết. Lên. Nó xuống rồi ông ơi. Nó xuống nước rồi. Mày lên đây phát nữa mà. Con này nó không chui vượt cái lồng như sao ấy. Kìa, nó bơi. Nó chuẩn bị lên. Lên. Đó. Đây. Rồi. Ôi, ngon.
Ngon. C7. Sau một hồi vật lộn với con thủy quái thì cuối cùng mình với CK cũng đã bắt được nó các bạn. Hai đứa rất là mừng luôn. Đây cũng là một trong những cái chuyến ra khơi thành công nhất của tụi mình. Bắt được một chiến lợi phẩm khá là to luôn các bạn ạ. Sau nhiều ngày vất vả thi công công trình thì ngày hôm nay tụi mình cũng đã hoàn thành xong cái công trình mà mình mong muốn. Các bạn thấy sau lưng mình có một cái biểu tượng mỏ neo rất là to đó. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài cái khu làng nổi ở ngoài kia để cho các bạn chiêm ngưỡng thành quả của tụi mình nha các bạn. Nó rất là to đó. Mình sẽ cùng với CK đi ra ngoài này. Đầu tiên sẽ là cái cảng hàng hóa. Ở đây mình có làm một chiếc thuyền rất là to. Từ nay về sau bọn mình sẽ sử dụng chiếc thuyền này để đi ra khơi. Nơi đây là một cái cảng hàng hóa bỏ rất là nhiều những loại hàng hóa khác nhau các bạn. Các bạn thấy là mình làm những cái cục hàng hóa chất thành chồng như thế này đây. Có thuyền và một số thứ khác nữa. Nói chung là đây là một cái khu tập trung để mình vận chuyển hàng hóa ra ngoài cái ngôi làng này. Ở đây mình còn xây một cái tháp canh để chúng ta đứng trên này để quan sát các bạn. Cái tháp canh này mục đích của nó là để quan sát những cái chiếc tàu thuyền sẽ cập bến vào trong này để kiểm soát bọn chúng một cách dễ dàng hơn. Ở đây mình có một cái căn nhà ngư dân được xây theo cách medieval. Bên trong cái căn này thì vẫn chưa có đồ đạc nội thất gì hết và cũng chưa có cầu thang luôn. Ở đây mình sẽ xây cho nó một cái bậc cầu thang và chúng ta có thể đi lên trên gác. Căn nhà này có rất là nhiều những cái lối đi khác nhau luôn nha các bạn. Hiện tại bọn mình chưa biết phải làm gì với những căn nhà này. Bạn nào biết thì đừng quên comment phía bên dưới để nên ý tưởng cho mình nha các bạn. Đi xuống dưới đây sẽ là một cái nhà kho để bọn mình dồn hàng hóa vào trong này. Ở đây còn có một cái cây cần cẩu nữa. Cái cần cẩu này là để gấp đồ ăn thả xuống cho bọn cá dưới đó ăn đó các bạn. Vì sau này bọn mình sẽ bắt cá mập và thả xuống đây nha. Bên đây là khu vực khám phá đại dương. Ở đây mình có xây một cái căn nhà cần trục rất là to. Đây là một trong những căn nhà cần trục to nhất mà mình từng xây đó các bạn. Cái lồng này là để mình đứng vô trong đây. Mình khám phá đại dương không biết không? Đi ngắm mấy con cá mập ở dưới đại dương á. Ừ đúng rồi. Tôi biết. Cái lồng.
Ở đây mình có xây một cái bình nước rất là to. Cái bình nước này mình dùng để cung cấp nước cho cái hồ hải sinh cỡ lớn ở đây. Bọn mình sẽ lặn và đi bắt sinh vật biển và thả vào trong này. Đứng từ dưới này nhìn lên, các bạn có thấy được sự hùng vĩ của căn nhà cần chục này khi mà thiết bị bên trong của nó rất là to lớn các bạn. Ở đây mình còn bố trí một cái sợi dây để chúng ta có thể leo lên trên kia ngắm cảnh nha. Trên đỉnh của cái cần chục này mình còn xây một cái ngôi nhà nhỏ trên này nữa các bạn. Và đây là cận cảnh bên trong những cái máy móc của căn nhà cần chục này. Có rất nhiều những cái bánh răng to và những cái cọng dây xích nối vào nhau như thế này để mình có thể kéo cái lồng kia lên xuống cách dễ dàng hơn. Độ chi tiết rất là cao nha các bạn. Còn bên này là khu cung cấp nước cho toàn bộ cái ngôi làng này. Ở đây có một cái bình dự trữ nước rất là bự nha các bạn. Phía sau nó có một cái đường ống để mình có thể dẫn nước từ phía trên cái bình chảy xuống phía bên dưới để chúng ta sử dụng nha. Do là ở giữa biển vậy nên nước ngọt là thứ rất là cần thiết. Ở đây mình còn xây thêm hai cái bình nước nhỏ hơn nữa để có thể cung cấp nhiều nước hơn. Ở đây có một cây cần chục để mình cẩu đồ từ bên cái con tàu CK xây rất là to ở bên này. Và đây là khu nghiên cứu sinh vật biển. Đây là một trong những cái nhà mình xây chi tiết nhất và ưng ý nhất luôn các bạn. Độ chi tiết rất là cao. Ở đây mình có một cái ban công. Chúng ta có thể đứng từ cái ban công này, chúng ta nhìn thẳng vào trong bốn cái ô nước, bốn cái khu vực mà chúng ta có thể gọi là nuôi sinh vật biển ở trong đó đó các bạn. Đây là cái căn nhà mộng mơ mình thích nhất luôn, rất là thoáng mát và rất là rộng rãi nữa. Phía sau mình còn là một cái nơi để mình treo một chiếc thuyền các bạn. Nói chung là cái căn này là có đầy đủ trang thiết bị để phục vụ cho việc khám phá đại dương luôn đó. Ở đây mình phát hiện ra được có những cái dụng cụ để chúng ta có thể dùng để đánh bắt cá nè các bạn. Bọn mình nghĩ là những cái thứ này bọn mình sẽ nghiên cứu nó ở trong cái video 300 ngày tiếp theo nha các bạn. Bọn mình sẽ làm một cái khu để chúng ta đánh bắt thủy hải sản dưới đáy biển nữa nha các bạn. Khá là mong chờ đó. Và đây chính là cái khu mà mình muốn cho các bạn xem đây. Đây chính là những cái lồng bè. Những chiếc lồng lớn này bọn mình dùng để nuôi cá mập và những cái loài cá của đáy đại dương nha các bạn. Tự nhiên ở đâu lòi ra nguyên con ếch bự chà bá luôn nè các bạn. Và để chuẩn bị cho cái làng nổi hơn thì ở đây tụi mình có xây những cái phao để giúp cho cái làng, những cái căn nhà nó có thể nổi trên mặt biển được. Bây giờ bọn mình sẽ đi vào trong đất liền để chúng ta lấy một số những cái sinh vật biển chúng ta đem ra ngoài này chúng ta thả nha. Phải gọi là rất lâu rồi mình mới có thời gian mình đặt chân vào trong cái bến cảng cũ của mình các bạn ạ. Nó vẫn đẹp đẽ như ngày nào. Và đây chính là căn nhà tuyết nhỏ nhắn và thân yêu của mình từ những ngày đầu tiên các bạn. Nhớ nó lắm. Ở đây mình có quá trời động vật luôn, nhưng mà chỉ có một con là mình có thể bắt mình thả ra ngoài kia thôi. Đó chính là cái con cá nhà tán. Còn bên này bọn mình còn dư một ít trứng cá bè lão. Bọn mình sẽ đem ra ngoài kia để thả bọn nó vào luôn nha. Ok, bây giờ mình với CK sẽ bắt đầu thả cá vào bè thôi. Được rồi, bắt đầu thả cá bè lão ra thôi. Wow, má bơi nhìn đẹp thật sự không ơi. Xuất sắc lắm. Bên này còn một vị trí nữa cho hồ lớn. Mình nghĩ là mình sẽ thả con cá nhà tán vào đây. Không biết là nó có vừa hay không. Đúng rồi, anh nhìn đi. Đó, đúng như tôi nghĩ. Bự quá. Holy fuck. Không được ông ơi, con này nó bự quá bự ơi. Trên cả mong đợi của mình, con cá nhà tán rất là bự luôn các bạn. Nó như là cái con heo mà ở trong một cái lồng nhỏ vậy đó các bạn ơi. Bự dã man luôn. Trời ơi, nó bơi một cái là muốn giáp cái lồng luôn các bạn à. Mình nghĩ là mình sẽ phải bắt cái con này mà đem vô lại thôi. Cuối cùng thì mình với ZK sẽ lấy máy ảnh ra làm vài tấm để làm kỷ niệm nha các bạn. Ôi trời ơi, được tấm này. Tôi còn chụp được thanh niên chụp cá này. Đây là những bức ảnh tư liệu đầu tiên cho cuộc hành trình khám phá đại dương của bọn mình. Bọn mình sẽ treo nó trong căn nhà nghiên cứu sinh vật biển này để làm kỷ niệm nha các bạn. Và đây cũng chính là những bức ảnh cuối cùng trong video 200 ngày Minecraft biển Nam Cực này đây. Vậy là cuộc hành trình 200 ngày Minecraft biển Nam Cực sẽ kết thúc tại đây. Trong video này bọn mình đã đi đến được rất là nhiều nơi, khám phá được rất là nhiều thứ, xây được rất là nhiều công trình từ Rings House cho tới một cái nhà bè rất là lớn. Một cuộc hành trình khá là dài rồi đúng không các bạn? Và liệu có bạn nào muốn bọn mình tiếp tục cuộc hành trình này không? Nếu các bạn muốn bọn mình tiếp tục thì đừng quên ấn vào nút like và nút đăng ký kênh ở phía bên dưới để ủng hộ bọn mình nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ngắm lại thành quả mà 200 ngày vừa rồi chúng ta đã làm. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ cùng người thân bên gia đình nha. Bye bye.